Kính chào quý vị, Thanh Trúc đang có mặt tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Và kính thưa quý vị, như một lời hẹn ước, đây là gala của bút nhóm Lửa Việt với chủ đề Người nghèo không thể đợi. Mời quý vị cùng bước vào cuộc hành trình tìm về những người nghèo không thể đợi ở quê nhà cùng với chúng tôi với những hình ảnh sau đây. Cái danh từ mà anh em chọn năm nay á, là người nghèo không thể đợi, The Poor Cannot Wait. Khi chúng tôi chọn cái tên đó, cái chữ gala, có nhiều người trách tôi là cha chương, cái chữ gala nó phải đẹp, nó phải mộng mị, nó phải, nó không. Tôi chỉ muốn nói cái sự thật và cái câu nói đó từ Đức Thánh Cha Francisco. Và càng ngày chúng tôi càng cảm nhận được, thưa chị, cái chương trình gala người nghèo không thể đợi. Đây thật sự, đây là lần thứ hai trong một thời gian chưa được 3 tháng. Chúng tôi tổ chức một chương trình như vậy ở California. Một cái sự hãnh diện, cảm ơn là gần 700 người đến, đúng không? Và mọi người đến để vì người nghèo. Đó, một cái sự hãnh diện của anh em chúng tôi. Và bây giờ tôi trở về tại Tampa, cái hiện diện của gần 700 người ở đây để nói lên là chúng ta thành công, chúng ta không quên đất nước. Trong số các anh chị của nhóm Project Việt Nam, bác sĩ Quỳnh Kiều, bác nhà sĩ Bích, một số các anh chị đi công tác 3 ngày, chúng tôi dám nói rằng là chúng tôi có ngân khoản để chúng tôi giúp. Thành ra một cái niềm hạnh diện, và cái niềm hạnh diện đó được chia sẻ với những người. Thành ra hôm nay chúng tôi trở về Tampa trong tinh thần đó. Thật sự đây là gala 2 và cái sự kết hợp của Đức Cha Albert từ giáo phận ở Prince Albert từ Canada, một cái sự cố gắng và cái sự niềm nở. Chúng tôi không ngừng như vậy, thưa chị. Hôm qua chúng tôi có đến chùa gặp, tuy rằng là thầy Đồng Lưu không có mặt ở chùa, Đức Cha đến tìm hiểu. Thành ra cái nhìn của chúng tôi, tức là không có cái the poor, nhưng mà trước khi nói the poor thì chúng ta phải tìm anh em với nhau. Thì một đức giám mục đại diện cho giáo hội Công giáo đến thăm một ngôi chùa, nói chuyện với tăng sĩ, phải không, và lắng nghe những sự dạy dỗ về cái niềm tin của người Phật giáo. Thì chúng tôi rất hạnh diện và một lần nữa được trở về Tampa và chung quanh những người đã giúp đỡ và tiếp tục giúp đỡ, thưa chị. Bishop Tavano, we know that this is you know the second time you come with us, book nhóm Lửa Việt, to celebrate the good deed we have to do with the poor in Vietnam. What do you think and how what drove you to us? Well, first of all, I have many priests that are Vietnamese in my diocese. Secondly, I've already visited Vietnam. My sister, who is religious, has also visited Vietnam to find ways to help different kind of people. I'm a missionary that has worked in Africa, so working for the poor is part of my living, part of my being. And I think bringing the message of Christ by helping the poor is probably the best way. Thưa quý vị, chúng tôi vừa được thư chuyện với Đức Giám mục Albert Tavano đến từ Saskatchewan, Canada. Ngài là một vị giám mục mà có rất là nhiều những vị linh mục ở trong giáo xứ của Ngài, trong cái giáo phận do Ngài phụ trách. Vì thế, Ngài nghĩ đến người Việt Nam như là một cái gì thân cận đối với Ngài, và Ngài đã từng đi về Việt Nam, đã từng chứng kiến những cái cảnh sống của những người nghèo ở Việt Nam. Từ cái một cái quá trình mà làm việc ở tại Phi Châu trong nhiều năm, khi về Việt Nam thì Ngài thấy rằng là cái công việc làm mà giúp đỡ cho người nghèo là cái bổn phận của những người con Chúa. Vì thế, Ngài khuyến khích công việc làm của bút nhóm Lửa Việt và Ngài cho rằng đây là một công việc cao quý. Bút nhóm Lửa Việt có thể nói là từng ngày họ đã phục vụ, họ đang làm việc phục vụ trên cánh đồng cho người nghèo tại Việt Nam rất là mạnh. Và chính vì lẽ đó mà trong cái chương trình ngày hôm nay Mẹ Yêu Người Nghèo Không Thể Đợi, thì em với một người linh mục cũng muốn chia sẻ một cái gì đó, chung một bàn tay để cho giúp người nghèo, những người cô đơn, những chị em bất hạnh để có cuộc đời tốt đẹp hơn. Và cũng đó là thông điệp mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi, và đối với người linh mục thì cần phải làm việc tích cực hơn để công tác để cho người nghèo có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây, và nhóm của quý chị là nhóm
Francisco răng xuống. Nó như một cánh tay nối dài của Lửa Việt và đã giúp Lửa Việt rất là nhiều, đặc biệt là trong tháng 3 vừa qua là quý anh chị đã có một cái buổi gây quỹ cho bút nhóm Lửa Việt. Bây giờ đó, đến đây với cái chủ đề người nghèo không thể đợi cùng cô bút nhóm Lửa Việt ở tại Tampa, chị Bích có thể cho Thanh Trúc cảm tưởng à, thưa chị? Dạ thưa chị, cũng nhờ các quý vị giúp đỡ bút nhóm Lửa Việt từ phòng cha trương hay gia tù này với có ngân quỹ để mà đi làm, tiếp tục đi làm từ thiện mỗi năm. Và năm nay tụi này khám răng cho 2.500 em. Dạ, thành ra rất là cảm ơn quý vị về sự đóng góp của quý vị. Dạ, em thì cũng rất là vui mừng là qua bao nhiêu năm cha trương đã giúp đỡ chúng em qua những cái chương trình mà tụi em có tiếp tục làm ở lại bên Việt Nam, thành ra em vẫn cảm ơn và cảm ơn tất cả. Nhóm Francisco đang xuống đi về Việt Nam nè, nhổ răng, trám răng, khám răng cho các em, tập cho các em vệ sinh răng miệng, những cái điều rất cần thiết căn bản mà các em nghèo không có được. Vâng thưa chị, thì có những cái phần đó thì em nghĩ là nhờ cũng công việc này đó, là qua bác sĩ Quyền Kiều, một người chị cả nữa của nhóm Project Việt Nam. Thật ra cái sự cố gắng là mỗi năm về chị Quyền Kiều và nhóm Project Việt Nam có những toán về dạy dỗ. Thưa chị, thật sự một đất nước mà nếu mà nói về mảnh đất Việt Nam là ngang hàng với tiểu bang New Jersey, cái số lượng người dân ở New Jersey chỉ 26 triệu thôi, trong khi chúng ta có 100 triệu. Thành ra cái điều mà thứ nhất là ngay cả vấn đề mà chính phủ Việt Nam phải có những cái phương cách làm việc và sự trợ giúp cộng tác của anh em này đóng một phần nhỏ, nhưng giống như chị Chi vừa nói thì anh em chúng tôi cố gắng là chỉ chú trọng về gia đình, rồi từ từ đó chị hy vọng một đứa bé khỏe, đúng không? Một cái nền, một cái tư tưởng đời sống và từ từ đó nó thay đổi được. Còn ngoài ra đó, đôi lúc đất sự thật sự nhiều lúc ngay cả anh em chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi mệt rồi, chúng tôi chán rồi, nhưng ở cái hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta give up, chúng ta từ bỏ thì không thể nào được. Thành ra sự cố gắng của một nhóm nhỏ này sẽ là đã làm được Tiffin, giống như chị Bích vừa nói, chúng tôi đã và tiếp tục. Hồi nãy trong chuyến vừa rồi đó, là chị Quyền Kiều cho biết là 57 em được giải phẫu. Thưa chị, trong vòng 10 năm qua chúng tôi có thể nói là gần 1.000 em có được cái nụ cười tươi đẹp. Thành ra không dám nhìn một cách quá thiện cận nhưng không dám từ chối những cố gắng đang tiếp tục. Dạ thưa chị. Dạ thưa chị Thanh Trúc cũng như thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ thưa đúng, tại vì khi nói tới giới trẻ đó là tương lai. Tương lai bậc như chúng ta thấy rằng nhìn vào cái lực lượng mà các giới trẻ như thế thì chúng ta thấy được cái sự sống. Và hầu như tất cả các em ngày xưa đã từng sinh hoạt, khi mà đi sinh hoạt những cái lần mà có những cái chạy hè, chạy thu, rồi làm những cái cuốn đặc san Lửa Việt. Và đa số là toàn là sinh viên. Và tôi nhớ những cái thời mà cách đây cả mấy chục năm rồi, chúng tôi khi làm báo là còn đánh máy chữ, lúc chưa có computer, xong rồi lúc đó dấu chưa có làm, xong rồi phải vẫn đánh dấu tiếng Việt vô nữa. Nói chung thì các bạn trẻ đó họ đã có, dù rằng là sống ở đây, thế nhưng tâm hồn và nhiệt huyết lúc nào cũng là một con người của Việt Nam và lúc nào cũng muốn quay trở về nguồn. Cho nên bởi vậy cho nên trong những lần mà chúng tôi tổ chức những lần chạy hè, chạy thu hay những lần sinh hoạt thì như quý vị thấy là chúng tôi cố gắng mang những cái nét truyền thống. Như quý vị thấy những ngày hôm nay chúng tôi mặc những chiếc áo dài, rõ ràng là ngày nay khi mà chúng ta xa quê hương thì chúng ta lại nhớ về cái cội nguồn, còn cái nguồn gốc của chúng ta từ đâu. Và vậy cho nên khi mà tôi đã từng lần và dẫn đưa các em giới trẻ đi những đại hội giới trẻ thế giới, cũng giống như các em trong nhóm mà gọi là Hello, Bonjour, xin chào Việt Nam, là những em đã được sinh tại nước Mỹ này, thế nhưng mà các em muốn đi về Việt Nam cùng với chúng tôi để cùng làm những công tác xã hội, đi giúp cho những người nghèo, những người phong, rồi những người bệnh tật và đi tới cái vùng mà xa xôi hẻo lánh. Và chúng tôi đã cố gắng đưa các em tới để giới thiệu cho các em biết rằng quê hương của chúng ta đó, quê hương chúng ta dù có như thế nào thì cũng là quê hương của chúng ta. Thành ra các em, bởi vậy khi các em trở lại Mỹ này, các em nó có thêm nhiều cái động lực và các em cố gắng các em học. Và hầu như bao nhiêu năm qua thì ra trong cái nhóm trẻ mà chúng tôi từng sinh hoạt đã có rất nhiều em thành công. Và nói tới bác sĩ, nói tới kỹ sư rất nhiều lắm. Và chắc chắn là những em đó đã từng về với các nhóm mà Medical Mission, đã từng về Việt Nam bao nhiêu chuyến rồi. Thành ra là khi mà chị Thanh Trúc hỏi thì tôi phải công nhận rằng giới trẻ Việt Nam của chúng ta đó là thế hệ tương lai. Không có giới trẻ mà carry on những cái gì mà chúng ta đang làm được thì những cái việc làm của chúng ta sẽ chấm dứt.
và các em đã tới sinh hoạt cho nên các em biết thêm cội nguồn Việt Nam, và bởi vậy các em lúc nào cũng vẫn luôn dòng máu Việt và các em luôn luôn nhớ tới các em là những người Việt Nam, các em sống như thế nào để cho không hổ thẹn với những người Việt Nam. Bút nhóm Lửa Việt cũng như là nhóm Linh Ca mà ngày hôm nay Linh Mục Vũ Hải Đăng đang đứng đây cùng với Thanh Trúc để mà làm sao để có thể buổi gây quỹ này được thành công. Bài chương trình của Thanh Trúc đến đây là chấm dứt. Như một lời hẹn ước, cứ 2 năm một lần thì bút nhóm Lửa Việt lại trở lại với những cái gala và chủ đề năm nay người nghèo không thể đợi. Thành ra Thanh Trúc cảm ơn quý vị đã theo dõi ngày hôm nay, và Thanh Trúc xin được kính chào quý vị.